Bộ Y tế vừa có cảnh báo về mối nguy hại của việc sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit N2O sau khi nhận được báo cáo của một số địa phương về tình trạng mua bán sử dụng bóng cười tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí có chiều hướng gia tăng. Theo Bộ Y tế, việc lạm dụng, sử dụng không đúng mục đích khí N2O trong vui chơi giải trí, sử dụng bóng cười khi hít vào cơ thể có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạn choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não. Sử dụng bóng cười chứa khí N2O còn đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số ma túy, làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội. Để an toàn cho sức khỏe và đảm bảo an ninh, an toàn cho xã hội, Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng N2O đúng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, sử dụng sai mục đích đối với khí N2O, đồng thời tăng cường thông tin, giáo dục truyền thông đến người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, về tác hại, hậu quả của việc lạm dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định, nguyên tắc sử dụng phụ gia thực phẩm, không được lạm dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O.